Chào bà con nha, hôm nay thì bà con Mitsu nè, hàng trưng bày nè. Mitsu này là 11 ngựa nha bà con. Mitsu Mitsui 11 ngựa. Hàng này chưa chạy luôn, chỉ trưng bày thôi. Sản xuất theo công nghệ Japan luôn nha bà con. 11 ngựa. Hàng này hàng trưng bày nha bà con, bán bà con 6 triệu nè, 11 ngựa 6 triệu luôn. Made in Japan luôn nha bà con. Made in Japan luôn, 11 ngựa 6 triệu hàng trưng bày. Hàng trưng bày là không có chạy bà con, để làm mẫu thôi, giờ hết mẫu rồi bán bỏ. Mitsubishi 11 ngựa 6 triệu, hàng chưa chạy trưng bày, mới trong thùng luôn rồi con. Đẹp mà con ơi, que rất là cứng cáp nè, không sợ mắt nè, nè rất cáp, mẫu rất đẹp. 11 ngựa luôn rồi con, 11 ngựa chỉ 6 triệu thôi, hàng trưng bày, hàng này chưa chạy luôn, chỉ làm mẫu với bà con coi thôi. Đây chân ngòi được coi chưa xiết luôn nè, cốt là chưa nè, chưa gắn cốt xài luôn nè. Ồ, tiếng máy nổ im mà con nghe đó. Đó đúng hồi xưa đó. Hàng này trưng bày nha bà con, chỉ 6 triệu thôi, 11 ngựa luôn, Mitsubishi luôn. Dầu bằng sắt nha bà con, bằng thiết nha, chứ không phải bằng mũ, mà dầu bằng thiết luôn. Que rất đẹp nè, que bô lửa rất đẹp nè. Cái này chỉ là để làm mẫu thử chạy thôi chứ chưa có chạy nó nhiều bà con. Đó, tiếng kêu rất đã. Rồi rất là mạnh nha, 11 ngựa luôn, chỉ 6 triệu luôn, Nhật Bản luôn. Da băng luôn. Cái đời này là đời Su, là đời hồi xưa nè bà con. Nhưng mà mẫu mới bây giờ là thành GB, 11 ngựa. Hàng trưng bày 11 ngựa, chưa qua sử dụng luôn. Đẹp bà con ơi. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707 thẳng nha bà con. Mười một nữa luôn, rất đẹp. Tiếng nổ rất đã rồi. Mitsubishi mới chét. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707, 11 nữa hàng trưng bày 6 triệu. Alo. Dạ đúng rồi anh. Dạ. Ra rồi. Đẹp không con? Các bác còn nguyên siêu. Trưng bày để lâu thôi chứ con này chưa chạy đâu. Để đổ xăng để đó thôi, chứ trưng bày cho bà con tới giật thử thôi chứ chưa chạy con nào.